thì các bạn cố gắng làm sao khắc phục được cái đó. Nhưng mà nêu ra mà không có khắc phục được thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết, đúng không? Và tiếp theo thì tôi mời các anh chị lên trình bày. Hiện nay là cái công nghệ tin học đó.
Tuy nhiên thì trong cái vấn đề mà lưu cái máy nó cũng có cái rủi ro, có rủi ro. Biết là chúng ta lưu trên cái máy mà cái bộ cứng nó bị hư, bị yếu thì coi như là mất hết dữ liệu. Và khi mà nó bị mất dữ liệu như vậy thì nó lại là ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Vậy thì giải pháp của chúng ta để khắc phục cái vấn đề đó là cái gì? Tuy nhiên thì chúng ta đăng ký thêm bộ dự trữ thì nó cũng tốn một cái khoản chi phí nhất định. Tuy nhiên cái chi phí nó cũng không cao. Nếu mà chúng ta tính thêm cái việc mà một năm chúng ta là phải tốn bao nhiêu giấy tờ, bút mực chúng ta ghi chép, và chúng ta có thể là dùng cái tiền đó để đăng ký thêm một cái ổ lưu trữ riêng dự phòng. Thì cái ổ đó thì chúng ta có thể là cập nhật, ví dụ như là một tháng chúng ta cập nhật mới một lần để cập nhật cái số liệu. Cho được đó là cái đề mà lấy lại rất là hợp lý. Ví dụ như là sáng nay chúng ta lấy cái phòng sáng trưa chúng ta bật đèn lên thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết, đúng không? Có những cái công ty khác thì ví dụ như là những cái nhà máy, những cái nơi làm việc của công dân đó mà nó tối và người ta đã khắc phục bằng cách là gì? Trong văn phòng thì người ta thường là bố trí những cái bàn làm việc của nhân viên gần các cái cửa sổ, gần các cửa sổ để làm gì? Tận dụng ánh sáng trời, tận dụng ánh sáng trời. Thì khi nào là buổi tối thì chúng ta phải bật bật điện lên. Nếu mà chúng ta là bố trí được như vậy thì cũng giảm được một cái khoản chi phí về về điện năng rất là tốt. Cái lượng nước mà bạn đưa ra để sử dụng thì đó là cái điều đó hoàn toàn là đúng. Ví dụ như là chúng ta cần đó là bao nhiêu nước để chúng ta là xử lý trong một cái công việc đó thì chúng ta là lấy vừa đủ thôi. Chứ chúng ta lấy nhiều quá thì nó thừa thì chúng ta là làm không hết, chúng ta đổ về làm phí. Về cái việc đi lại mà các bạn cũng nêu lên đó, thì ở đây tôi xin chia sẻ như thế này. Không biết là các bạn nhưng mà chúng ta so sánh là cái tác phong giữa người Việt chúng ta và những người nước ngoài thì các bạn là đã bao giờ nhìn thấy người nước ngoài cụ thể giống như là người Mỹ hay là người Anh hay là người Pháp mà đi trên đường phố chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy điều gì? Đi rất là nhanh. Tại sao người ta lại đi nhanh? Tại sao người ta đi nhanh? Còn mình thì sao? Nếu như là các bạn nhìn thấy những người Việt mà đi trên đường phố thì chúng ta thấy đi như thế nào? Đi rất là chậm. Vậy thì tại sao vậy? Tại sao người phương Tây người ta đi nhanh mà người Việt mình lại đi chậm? Các bạn có biết tại sao? Cũng giống như lúc nãy anh Ngô là nói thao tác thì chậm nhưng mà đi cũng chậm nữa, đúng chưa? Vậy thì cố gắng đi nhanh. Vậy thì các bạn cần biết tại sao là chúng ta thấy người Tây đi nhanh mà người Việt đi chậm? Là người nước ngoài người ta có quan điểm thời gian là gì? Thời gian là bạc, người ta tiết kiệm thời gian, người ta dành cái thời gian này người ta làm ra nhiều tiền hơn. Cái thời gian đi lại có làm ra tiền không? Không, đúng chưa nào? Vậy thì cho nên đó là trong cái thời gian người ta đi lại người ta cố gắng đi cho thật nhanh. Còn người Việt mình quan điểm như thế nào? Đi nhanh là sao? Nhập tẻ. Đi nhanh là khổ. Đúng không? Quan điểm của người Việt mình á, nếu mà thấy người nào mà đi mà cứ lao đầu về cái nước đi nhanh á thì nói là thằng này nó xấu khổ đây. Hay là con này xấu khổ ở đây. Cho nên đó là từ cái quan điểm đó mà sao? Đi á, khi mà chúng ta đi chúng ta cố gắng đi làm sao cho nó chậm để cho nó sướng. Đúng không? Cho nên là chúng ta đi là rất là chậm. Và các bạn đã thấy những cái ông quan mà của Việt Nam mình đi thì sao?
rồi nhìn đông nhìn tây, ngắm người này ngắm người kia nữa. À, và tôi nói tôi có gặp rất là nhiều, kể cả là những lúc mà công nhân hay là nhân viên của chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm lại đi thì cắt tay nhau, à, cắt tay nhau rất là đi rồi à, nói chuyện đúng chưa? Và thì các bạn đã làm rõ ràng á, chúng ta thấy hai cái tác phong, hai cái suy nghĩ, hai cái tác phong làm việc hoàn toàn khác khác nhau. Vậy thì cái gì chúng ta làm nhanh hơn người nước ngoài? Còn biết không? À, khi chúng ta ăn thì sao? À, các bạn thử nhìn lại coi khi chúng ta ăn, chúng ta làm sao? À, ăn nhanh hơn. Đúng không? Còn cái người nước ngoài khi ăn thì ăn chậm hơn. À, cũng xuất phát từ cái quan điểm thôi. Ăn nhanh ấy, tại vì sao? Tại vì chúng ta ăn để làm nhanh, để cho nó no, ăn để cho nó no, cho nó luôn ha, càng nhanh càng tốt để cho nó no. Nhưng mà là cái quan điểm của họ thì sao? Ăn để làm nhanh.